Hello cả nhà. Bữa giờ cần câu về mà lu su bu quá chưa kịp review. Thì bữa nay em xin review một dòng cần câu sông nha. Đến từ thương hiệu Bulova. Nó có tên là Dura Ultra. Thì cái mẫu này nó chỉ có 3 size thôi nha cả nhà. 2,7 m độ cứng XH, 2,4 m độ cứng XH, 2,1 m độ cứng H. Ở đây về cái trọng lượng tải chì thì cái cây 2,7 m á nó tải chì lên tới 150 g. Cái cây 2,4 m nó tải chì lên tới 120 g và cái cây 2,1 m tải được 100 g. Thì cái mẫu này nó được cái là cái phen fuxi và phôi sắn ít rất là ok. Thì bây giờ em sẽ khui từng cây ra cho cả nhà mình xem nha. Cần thì nó sẽ được bọc trong một cái bao cần như thế này. Đó. Một mẫu cần câu. Giá thì chưa tới 1 triệu nha cả nhà. Giá chưa tới 1 triệu. Nhưng mà nó sở hữu cái phôi nè, cái khoen rất là ok luôn. Đây em khui hết ba cây cho cả nhà mình xem cho nó dễ nha. Đầu tiên là cây 2,7 m, kế nữa là cây 2,4 m, khui ba cây luôn. Đó, nên thấy đã chưa? Cuối cùng là cây 2,1 m. Giá thì rất là ok nha cả nhà. 2,7 m nó chỉ có 950, 2,4 m thì nó là 850 và 2,7 m nó là, xin lỗi, 2,1 m nó là 750. Đặc biệt đợt này anh em chốt là sẽ có quà luôn nha anh em, có quà, có chương trình khuyến mãi luôn. Đây em sẽ đi sơ sơ nha. Đầu tiên là cái cây 2,7 m đi, phôi là phôi sắn ít nha cả nhà. Anh em nhìn nó giống như cái phôi của cái cây Bulova rồi mắt khoan đề ba, bên hãng thiết kế sắp ngược cho mình luôn, phen fuxi urin luôn đó. Phen fuxi mà khoan sắp ngược, kể cả cái khoen kế đề ba này cả nhà. Đây kế đề ba cũng là sắp ngược, ở đây nó có mọc fuxi nè, anh em thấy không đó. Cái thứ hai nữa, bát là bát hãng Bulova đó, và đế là đế cao su luôn nè cả nhà. Ăn tiền chưa, ăn tiền mới được này nè. Là những cái đế cao su này khi anh em có đi câu, anh em giọng chà vậy đó, nó không có bị hư cái đế của mình ha, không có bị hư cái gốc cái đế đó. Cây 2,7 m, 2,7 m thì ngọn nó sẽ rơi vào khoảng là 2 ly, 2,7 m ngọn 2 ly 8 nha cả nhà. Đây 2,7 m ngọn 2 ly 8. Đây đây đây, 2,7 m ngọn 2 ly 8 nha. Còn 2,4 m á, 2,4 m đây ta hình như ngọn nó cũng 2 ly 8. 2,4 m ngọn 2 ly 8 luôn nha cả nhà. Có 2,1 m em thấy hơi nhỏ nè. 2,1 m này ngọn nó cỡ 2 ly, 2 ly 6 rồi cả nhà. 2,1 m ngọn 2 ly 6 nha. Đây. Thì cái bảng thông số này là bằng thông số chuẩn của cần từ bên hãng á, từ bên hãng cung cấp luôn. Khỏi cần phải đo bằng thước. Đó. Đối với cây 2,7 m này nó sẽ có là 1 2 3 4 5 6 7 8 khoen luôn nha cả nhà. 2,7 m mà nó có 8 khoen. Cây 2,4 m nó có 1 2 3 4 5 6 7 khoen. Cây 2,1 m 1 2 3 4 5 6 7 khoen luôn. Đó. Thì cây 2,7 m là 8 khoen, cây 2,4 m và 2,1 m của nó là 7 khoen. Một hai cái, hai cái là một cái là 8, hai cái là 7 ha, dễ nhớ. Thì điểm cộng ở đây là phôi nè, phôi sắn ít cực kỳ xịn sò luôn, anh em thấy không? Phôi sắn ít cực kỳ xịn sò. Khoen là khoen fuxi. Ok chưa? Khoen fuxi. Đó. Đế là đế cao su. Đó. Thì đợt này khi anh em chốt cái mẫu này của bên em á thì bên em sẽ có hai phần quà cho cả nhà mình luôn và một chương trình khuyến mãi. Tức là quà, bên em sẽ tặng kèm cho mình một cây trống. Tặng kèm cho mình một cây trống V. Trống V nha. Trống V loại trống lớn á, chứ không phải trống nhỏ đâu nè. Trống V 1,2 m, một quà. Thứ hai, em sẽ kèm cho mình một bịch khóa. Một bịch khóa đến từ thương hiệu Daiwa. Cái này là nguyên một sâu nha cả nhà, nhưng khi anh em chốt thì chỉ một bịch thôi nha. Đó. Một cây cần được chốt thì sẽ có một cây trống và một bịch khóa và bao ship toàn quốc cho cả nhà mình luôn. Ok chưa? Tại vì cái đợt này là gần cuối năm nha cả nhà, gần cuối năm nên là bên em có chương trình khuyến mãi. Chốt một cây cần Dura Ultra bất kỳ size nào, 2,7 m, 2,4 m, 2,1 m thì cả nhà mình sẽ nhận được một cây trống loại V, loại trống lớn nha. Trống này trống lớn nè. Đó. Trống V 1,2 m, một cây trống, một bịch khóa và bao ship toàn quốc cho cả nhà mình luôn. Ok chưa? Ok thì nhanh tay gọi cho em đi chốt đơn nha cả nhà.
hãy lựa cho mình một cái size vừa dứt, ưng ý nhất, gọi em để chốt đơn sẽ nhận được 2 phần quà và một chương trình khuyến mãi, tức là một cần tặng một cái chống, một khóa bao ship hết. Rồi anh em có đặt hàng thì liên hệ với em nha.